Bạn có một đứa bạn thân khác giới. Bạn quý nó và nó cũng vô cùng quý bạn. Hai đứa thân thiết với nhau như rắn với hột mít. Có ăn cùng ăn, có chơi cùng chơi. Khăn khít với nhau từ lúc nào cũng chẳng biết nữa. Ngày qua ngày trôi đi, tình bạn cứ thế lớn dần. Cho đến một ngày bạn bắt đầu cảm thấy bối rối trước những cử chỉ, tâm trạng bồi hồi, suy nghĩ viển vông với mỗi hành động của người bạn thân ấy. Bạn cũng cảm nắng, thấy thích thích, bắt đầu suy nghĩ vu vơ và tự đặt câu hỏi liệu nó có thích mình không nhỉ? Thắc mắc nhưng không dám hỏi, sợ nói ra thì mất bạn nhưng không nói thì lòng chẳng yên. Thế nên hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết những dấu hiệu bạn chỉ đang ở trong mức friend zone để các bạn có thể cân nhắc không dẫn tới những hành động đáng tiếc có thể xảy ra trong tương lai. Nếu đứa bạn của bạn chỉ coi bạn là bạn friend zone, bạn chưa chắc và quay lại hỏi lại một lần nữa, mày là gì của tao? Friendzone. Nếu nó suốt ngày kể về những hình mẫu lý tưởng đẹp trai phong trần các thứ mà không phải bạn, friendzone. Bạn bắt chước và ăn mặc theo hình mẫu lý tưởng mà nó tả, friendzone. Nếu đi ăn với nhau mà nó đòi cưa đôi tiền, friendzone. Bạn cũng định cưa đôi tiền nhưng mà quên mang ví mà nó nói bữa nay tao trả, bữa sau dẫn bố mày đi ăn buffet, friendzone. Nếu nó đặt nickname cho bạn là cưng cưng, friendzone. Thực ra tao bảo mày là đồ chó đấy. Nếu lúc nào nó cũng khen đứa con gái khác và gán ghép bạn với con bé ấy, friendzone. Thậm chí là cả con trai. Nếu ảnh của nó bạn luôn thả tim, còn ảnh của bạn nó chỉ thả like, friendzone. Nếu bạn quan tâm mà làm những điều bất ngờ cho nó mà nó, friendzone. Nếu bạn cho nó chọn giữa tình bạn và đồ ăn mà nó chọn, friendzone. Nếu ăn mà nó, friendzone. Nếu nó xì mũi trước mặt bạn, friendzone. Nếu nó ngửi nách trước mặt bạn, friendzone. Nếu nó chỉ coi bạn như là một con pet, friendzone. Nếu nó đánh bạn, friendzone. Nếu một ngày đẹp trời mà nó, ê Huy, tao thích mày á, mình yên ra đi. Thật á? Nếu đứa bạn của bạn có những dấu hiệu trên như mình vừa nói thì xin chia buồn. Bạn đang bị ảo tưởng. Đứa bạn đấy chỉ đang ở trong mức làm bạn thôi. Đừng có cố thổ lộ vì bạn sẽ chẳng được gì ngoài mất tất cả. Thương thật đấy, thích thật đấy, nhưng thôi hãy cố gắng ghim trong lòng đi. Nhưng mà friendzone vui mà. Cũng vui mà. Hãy nghĩ đi, khi bạn có một đứa bạn khác giới luôn bên bạn mỗi khi bạn buồn, kể những câu chuyện xàm xí của bọn con gái lúc không vui, những hành động thô bỉ cục xúc của bọn khác giới mà chúng ta chẳng bao giờ biết đến. Nhưng đôi khi vui hơi quá. Thôi vậy! Hãy nghĩ xem những điều như vậy có tuyệt vời hơn là một tình yêu nay dối mai hờn ghen tuông lồng lộn hay không? Một thứ tình bạn tuyệt vời! Cảm ơn các bạn đã xem và hãy thả tim! Lại thôi! Thế nha! Tình bạn cứ thế lớn dần cho đến một ngày. Tên tên tên. Ê tên 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 tên. Ê Huy, tao thích mày á. Ê mày, truyền hình quá rồi mày. Ê Huy, tao thích thấy tao yêu mày. Và... nếu lúc nào nó cũng khen, nếu lúc nào nó cũng khen con. Chính nó mới hỏi, mà viết cái câu mà lắc léo. Ê, mày kiểu có thể làm xấu trước được không? Xong mày xinh đấy, mù mày đẩy sang bên hay. Đấy, đúng rồi. Đấy, đấy mới là dáng của bọn hút thuốc lào. Mày giết tao không kịp thoại luôn.